Chào cả lớp, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học cách thiết kế khuôn môi trên người thật. Thì trước khi vào thiết kế thì chúng ta sẽ sử dụng cái cung hoặc sử dụng một đoạn chỉ để chúng ta lấy cái điểm trục chính giữa của khuôn môi. Mình sẽ lấy từ giữa cái nhân trung và chính giữa cái tim môi thật của khách hàng nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ dựa vào hai cái đỉnh tim môi thật của khách hàng mà chúng ta đánh dấu hai cái điểm, hai cái trục cân đối cách đều cái trục giữa để chúng ta lấy hai cái đỉnh tim. Đỉnh của tim môi. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đưa một cái đường ngang song song với khuôn môi của khách hàng và song song với trục ngang của mũi, và chúng ta sẽ đánh dấu cái điểm đường ngang để đánh dấu đường cao của cái đỉnh tim. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ dựa vào cái khuôn môi thật của khách hàng để lấy xuống một cái hình tam giác nhỏ. Hình này nó sẽ tương ứng với độ cong mềm của cái phần đỉnh tim môi. Và từ phần đỉnh thì ta sẽ kéo sang hai bên phần khóe môi. Tiếp theo ở môi dưới chúng ta cũng lấy một trục ngang và lấy hai điểm nối, hai đường thẳng nối vào hai bên khóe môi để dựng ra được một cái hình khuôn môi giống như trên da giả. Rồi. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ sử dụng bút chì đỏ và chúng ta sẽ định hình lại khuôn môi. Từ những cái đường thẳng mà chúng ta vừa dựng thì chúng ta sẽ đánh để nó tạo thành những cái đường cong. Đường cong mềm mại và ôm vào cái phần tim môi trước. Thường thì cô sẽ vẽ cái phần tim trước, sau đó thì từ phần tim môi mình sẽ đưa sang hai bên khóe. Dựa vào những cái đường khung mà mình vừa kẻ. Những cái đường khung chì thẳng ấy nó sẽ có tác dụng là để mình dễ lấy các cái đường cân xứng của hai bên khuôn môi. Trước khi đi thì các bạn có thể đánh dấu các cái nét đứt trước để chúng ta định hình các cái dáng môi đã. Sau đó thì ta sẽ nối để tạo thành một cái đường thẳng. Tương tự như thế chúng ta sẽ làm với môi dưới. Lưu ý là khi mà các bạn vẽ khuôn môi thì các bạn sẽ phải căng da ra, căng da nhẹ nhẹ ra để mình đi cái đường chì cho nó mảnh. Và chì thì chúng ta phải vuốt thật mảnh nhá. Vuốt mảnh chì. Đó. Khuôn môi dưới thì khoảng cách của hai bên phần viền môi ra ngoài ấy, chúng ta cũng không ăn gian xuống dưới quá nhiều mà mình dựa vào cái nền môi thật của khách hàng để mình đưa theo. Nếu như trong trường hợp môi khách hàng không cân thì chúng ta sẽ điều chỉnh. Tuy nhiên việc điều chỉnh của chúng ta nó sẽ phải là giảm tối thiểu, không được điều chỉnh quá nhiều. Nếu như các bạn điều chỉnh quá nhiều thì cái khuôn môi của chúng ta nó sẽ bị lệch so với khuôn môi thật nhiều quá, thì lúc mình phun ấy, màu nó sẽ không thể tẹp lại với nhau được. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ sử dụng kem tém và cọ tém để chuốt lại các cái đường khung bên ngoài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.